Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho ban biên tập, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Năm mới Giáp Thìn, một năm đổi mới, như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý, thanh nhàn, phúc hưởng, Tết an khang, thịnh vượng, an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý, phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri chấn động gây sốc cộng đồng tử vi, đúng 4 tháng đầu năm 2024, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, được lộc bề trên, vét cạn lộc trời, nợ nần trả sạch, một bước tên mây, trở thành tỷ phú sau một đêm. Quý vị thân mến, sinh mệnh chẳng qua chỉ là một quá trình dài đằng đẵng hoặc là một quá trình ngắn ngủi tạm thời, ông trời ban cho chúng ta sinh mệnh, đồng thời cũng ban cho chúng ta rất nhiều những trắc trở trong ngày, không thể cứ mãi luôn cho rằng cuộc sống lúc nào cũng tròn đầy thế kia, đời người lúc nào cũng có những điều khiến cho ta tiếc nuối. Không ai có thể quay trở về quá khứ để mà bắt đầu lại từ đầu, nhưng ai ai cũng đều có thể bắt đầu từ bây giờ, nhờ vậy mà có thể viết nên một kết cục hoàn toàn khác. Theo tiết lộ mới nhất từ giới tiên tri tử vi cho thấy, bước sang năm 2024, đặc biệt là giai đoạn 4 tháng đầu năm quan trọng, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, bất ngờ được trời thương Phật độ mà vận trình người người rực sáng trong thời gian này, không những đường công danh, sự nghiệp phất mạnh mà tài lộc cũng ùn ùn kéo tới nhà. Nợ nần cũ được trả sạch sẽ, tiền bạc cứ hết lại có, vơi lại đầy, sướng như tiên, vậy thời gian này sẽ mang tới cho họ những cơ hội và vận may gì? Vận trình tử vi chi tiết 4 tháng sẽ diễn ra như thế nào? Quý vị hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu nội dung chi tiết dưới đây nhé! Thưa quý cô bác tuổi Nhâm Tý thân mến, năm 2024 là năm Giáp Thìn mệnh hỏa, năm tuổi sinh năm 1972 là năm Nhâm Tý, mệnh mộc, dựa trên thuyết ngũ hành. Mộc sinh hỏa, nghĩa là năm tuổi tương sinh với năm 2024, thiên can nhâm tương sinh với thiên can giáp, địa chi tý tam hợp với địa chi thìn, đều rất tốt. Trong năm 2024 này, Nhâm Tý có nhiều cơ hội may mắn hơn so với năm cũ, công việc sẽ đạt được nhiều kết quả tốt. Nếu mệnh chủ làm việc chăm chỉ, nỗ lực và có tinh thần cầu tiến, gia đạo và các mối quan hệ xung quanh cũng được hòa hợp, êm ấm. Tổng quan vận trình tử vi của tuổi Nhâm Tý trong năm Giáp Thìn sẽ gặp may mắn tốt lành. Điều này nhắc nhở bản mệnh luôn giữ sự khiêm tốn, làm gì cũng bình tĩnh và suy xét cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định. Nếu được như vậy thì cuộc sống trong năm 2024 sẽ thuận buồm xuôi gió, cầu được ước thấy. Cùng ngẫm lại một chút về vận số cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của tuổi Nhâm Tý, ta sẽ hiểu rõ hơn vì sao mà quý cô bác lại được trời cao ưu ái và ban cho nhiều may mắn khi bước sang năm 2024 này. Cô bác tuổi Nhâm Tý thuộc mạng mộc, tuổi nhỏ cuộc đời hay lắm gian truân, cũng như cây khi đơm bông kết trái thì người khác hưởng, cuộc sống không được dồi dào từ lúc nhỏ. Nhờ tính cách hiền lành, sống thiện lương tốt đẹp, đồng thời họ là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người xung quanh. Bởi vậy mà cuộc sống tuy có nhiều lo nghĩ, nhưng tóm lại khá đầy đủ, hạnh phúc và an nhàn, được rất nhiều người kính trọng, họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt mọi người Nhâm Tý rất cẩn thận và chặt chẽ, chẳng ai có thể lấy đi bất kỳ thứ gì của họ. Nhâm Tý rất kín đáo, nếu là những chuyện bí mật họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Những người này sống giàu tình cảm, họ yêu thương, quan tâm chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận với công việc, nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp hạnh phúc. Tuy nhiên, khi bước sang năm 2024, nhất là giai đoạn đầu năm mới, Lục Phát Tử Vi xin gửi tới quý cô bác đôi điều lưu ý nhỏ để vận trình của quý cô bác thêm phần an yên và thuận lợi hơn nhé. Thứ nhất, về công việc sự nghiệp. 4 tháng năm Giáp Thìn 2024 này, cô bác tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 sẽ gặp nhiều cơ hội tốt để phát triển công việc, là người đức độ thành thật,
những mối quan hệ của cô bác Nhâm Tý sẽ rất bền vững và luôn nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của đồng nghiệp. Đôi lúc công việc đứng trước một số thử thách nhất định, nhưng Nhâm Tý vẫn không ngừng học hỏi, kiên trì làm việc. Nếu có được những thành quả nhất định, mệnh chủ hãy giữ thái độ khiêm tốn, biết ơn những người đã giúp đỡ mình. Sống trước sau như một thì mới được mọi người kính trọng, đúng với luân thường đạo lý. Nhâm Tý giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng họ không chi tiêu hoang phí, ngược lại còn rất tiết kiệm. Họ là những người cởi mở thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ trong lúc nóng giận. Bởi vậy, họ xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó. Nhâm Tý có trí nhớ khá tốt, điều đó khiến cho họ thu nhập và lưu trữ được một lượng thông tin khổng lồ. Nhâm Tý nhanh nhẹn thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh. Làm công việc gì họ cũng nhất định phải đạt được thành công như ý mới thôi. Nhâm Tý tuyệt đối không để mình thua kém một ai. Đôi khi những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc khiến cho những người này trở nên thực dụng trong mắt mọi người. Nhâm Tý khá cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng. Không một hành động sai trái nào có thể lọt qua được tầm mắt của con người này. Bản mệnh tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung. Những người tuổi Nhâm Tý thường có cuộc sống giàu có, không sợ thiếu thốn, nhưng họ luôn tạo cho mình thói quen chi tiêu tiết kiệm vừa phải. Dù rất cẩn thận nhưng đôi lúc lại bị mất cảnh giác, Nhâm Tý bị kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt tiền bạc, tài sản. Thứ hai, về tình hình tài chính. Ở độ tuổi 53, đa số tuổi Nhâm Tý đã hiểu được rằng tiết kiệm là điều quan trọng trong cuộc sống. Việc tiết kiệm sẽ giúp cho bản mệnh có khoản dự trù trong tương lai, phòng trường hợp cần chi tiêu về sức khỏe hoặc các khoản đầu tư tài chính. Năm 2024, tình hình tài chính của tuổi Nhâm Tý sẽ rất tích cực. Mệnh chủ càng chăm chỉ nỗ lực trong công việc bao nhiêu thì sẽ càng có cơ hội tăng thu nhập bấy nhiêu. Dù vậy vẫn cần có sự tiết kiệm, quản lý chi tiêu chặt chẽ để tài chính dư giả sung túc. Muốn nghỉ hưu ở độ tuổi 55, bản mệnh bắt buộc phải có kế hoạch quản lý tài chính hiệu quả. Mỗi tháng kiểm soát hết các nguồn thu và nguồn chi, không nên chi tiêu vào những thứ không cần thiết. Để có thể ổn định tài chính ở tuổi trung niên, bạn cần biết cách tiết kiệm và tích lũy ngay từ bây giờ. Ngoài việc quản lý nguồn thu và nguồn chi mỗi tháng, quý cô bác cũng nên tạo nhiều hạng mục tích lũy khác nhau, ví dụ một tài khoản tiết kiệm mua nhà, tài khoản tiết kiệm dùng để đầu tư, tài khoản để lo đám cưới cho con, cho cái. Việc xây dựng các hạng mục sẽ giúp bạn xác định khoản tiền này dành cho mục tiêu nào đó, có động lực để cố gắng đạt được mục tiêu hơn. Khi ở tuổi trung niên, từ 50 đến 60 tuổi, quý bản mệnh chỉ nên đầu tư vào những hạng mục có tính an toàn cao, ví dụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng lớn, có mức độ đảm bảo an toàn, mặc dù lãi suất thì bình thường, hoặc đầu tư cổ phiếu và các doanh nghiệp lâu năm, có báo cáo tài chính hàng năm ổn định, kế hoạch xây dựng và phát triển rõ ràng. Bạn có thể nhận được cổ tức đều đặn hàng năm từ công ty này mà không cần tốn quá nhiều công sức. Đừng mạo hiểm bất cứ điều gì, tuổi trung niên không còn là tuổi có đủ vốn và sức khỏe để bản mệnh làm theo cảm tính, hãy lựa chọn phương pháp an toàn nhất. Thứ ba, về chuyện tình cảm và gia đạo. Bước sang độ tuổi này, mệnh chủ có nhiều thời gian hơn để quan tâm với con cháu, các thành viên trong nhà, là bậc cao niên đáng kính. Nhâm Tý rất coi trọng việc giữ nề nếp gia phong, duy trì những truyền thống tốt đẹp của gia đình. Trong năm Giáp Thìn 2024, gia chủ tuổi Nhâm Tý được hạnh phúc viên mãn, bản mệnh luôn tự trọng chính mình, hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ bản thân, tôn trọng văn hóa, quan niệm sống của người khác. Vì thế mà tuổi Nhâm Tý sẽ có một gia đình êm ấm, hòa hợp. Gia đình luôn là một điều đặc biệt thiêng liêng đối với bất kỳ ai. Con người khi bước vào độ tuổi trung niên, họ lại càng lưu luyến được quê quần bên con cháu và gia đình nhiều hơn. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tâm trạng và niềm vui của họ. Ở độ tuổi trung niên, không có điều gì hạnh phúc hơn khi có người thân ở bên cạnh, thường xuyên ở bên gia đình, sẽ giúp tinh thần của bản mệnh trở nên thoải mái và tốt đẹp hơn rất nhiều. Thứ tư, về tình hình sức khỏe của cô bác Nhâm Tý. Đây chính là thời điểm cần thiết để Nhâm Tý thay đổi cơ chế rèn luyện sức khỏe. Sức khỏe ở đây là cả thể chất lẫn tinh thần, đối với bất kỳ lớn tuổi nào, dù là thanh niên, trung niên hay người cao tuổi, đều luôn cần giữ cho mình một tinh thần lạc quan yêu đời và hướng tới những điều tích cực trong mọi hoàn cảnh. Ở tuổi trung niên, sức khỏe của cô bác Nhâm Tý sẽ dần không còn ổn định như trước, vì vậy không nên lao lực hay suy nghĩ những chuyện không tốt quá nhiều. Điều đó thực sự sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của mình. Ngược lại, nếu lúc nào quý cô bác cũng giữ vững tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực thì sức khỏe sẽ được cải thiện đáng kể. Khi bước vào tuổi trung niên, hãy quan tâm đến sức khỏe tinh thần của bản thân nhiều hơn, không cố chấp và không ganh đùa nữa.
Ở tuổi trung niên, sức khỏe của cô bác sẽ dần yếu đi, các cơ quan trong cơ thể dễ bị suy nhược nếu không được chăm sóc điều độ, đặc biệt vấn đề về đau khớp, đau mỏi lưng vai là những hiện tượng xảy ra thường xuyên ở độ tuổi trung niên. Vì vậy cô bác nên tập thể dục thường xuyên, đặc biệt là các bài thể dục về xương khớp, thư giãn gân cốt và cơ thể là cách thức hữu hiệu để duy trì một sức khỏe ổn định khi bước vào tuổi trung niên. Đồng thời việc khám định kỳ thường xuyên không chỉ giúp cô bác nắm rõ tình trạng cơ thể mình mà còn giúp phòng ngừa tuyệt đối một số bệnh thường gặp ở người trung tuổi không biểu hiện sớm ở giai đoạn đầu. Tinh thần lạc quan, ít tức giận và nâng cao chất lượng về thể chất sẽ giúp năng lượng cơ thể của quý cô bác mạnh mẽ không sinh mệnh, đem lại sức khỏe tốt không chỉ riêng trong năm 2024 và còn về sau này. Tiếp theo, ta cùng đi vào lá số tử vi chi tiết về vận trình 4 tháng đầu năm 2024 của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 để bản mệnh đoán định trước vận cát hung, từ đó có hướng đi chính xác nhất. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 2 đến ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Xem tử vi cho thấy, trong tháng đầu tiên của năm mới Giáp Thìn, tuổi Nhâm Tý đã tất bật xử lý khối lượng công việc khá lớn, đầu tháng có phần thảnh thơi hơn. Từ giữa tháng trở đi mọi thứ quay trở lại guồng quay bận rộn, dịch mã động tình xuất hiện báo hiệu tính chất công việc liên tục thay đổi và được nhiều thử thách hơn, có điều năm bận rộn hội đám. Thời gian chuyên tâm toàn bộ cho công việc hầu như là không có, khi hạn chế nhất định tới hiệu suất công việc, có câu vạn sự khởi đầu nan, không phải việc gì cũng thành công ngay từ lần đầu tiên. Vì thế nếu khởi việc nào đó bất thành trong tháng, Nhâm Tý cũng đừng vội nản lòng, phải đối mặt với thách thức khó khăn, thậm chí thất bại thì con người ta mới trưởng thành lên được. Với người làm công ăn lương, công việc tiến triển đều đều, không quá nhiều áp lực, nhưng đừng vì thế mà chủ quan, tâm trí lúc nào cũng chỉ nghĩ tới du xuân, hội hè, đi đám. Cẩn thận khi ký kết văn bản, giấy tờ, hợp đồng, thủ tục tài chính kẻo rước họa vào thân, vướng vào kiện tụng rắc rối. Nếu có điều kiện, Nhâm Tý có thể bài trí biểu tượng long quy phong thủy, rùa đầu rồng tại hướng đông nam của phòng khách, phòng làm việc. Nó có tác dụng hỗ trợ tứ lục cát tinh phát huy cát tính, có phần thúc đẩy công việc thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến. Trong tháng Bính Dần, tài lộc của tuổi Nhâm Tý ở mức trung bình, chi tiêu khá nhiều, có hiện tượng lộ tài, phá tài. Thận trọng khi vay mượn tiền bạc hoặc cho người khác mượn tiền, công việc không mấy thuận lợi, có họa thị phi liên quan tới tòa án pháp luật. Tử vi tài lộc tháng 1 năm 2024 âm lịch cho biết, Nhâm Tý sẽ duy trì ở mức độ trung bình về tài lộc, có dấu hiệu lộ tài, phá tài. Do mải mê vui chơi hội hè đình đám, cá cực đỏ đen, nhắc nhở mệnh chủ làm ăn chân chính, tránh xa thói cờ bạc, kẻo tiền mất tật mang. Người làm công ăn lương thu nhập ổn định, hàn như không có biến động lớn, tuy nhiên chi phí và mức sống hiện tại không ngừng thôi thúc Nhâm Tý, làm mình vào phấn đấu, sẵn sàng kiêm nhiệm nhiều công việc cùng lúc để tăng thu nhập. Dịch mã động tình xuất hiện mang tới sự xông xáo chủ động trong công việc, bạn không chịu ngồi một chỗ để chờ việc hoặc để người khác giải việc mà chủ động tìm kiếm kiêm nhiệm gánh vác trách nhiệm. Tinh thần đó được cấp trên đánh giá cao, cứ đà này chắc chắn tài lộc sẽ chuyển biến tốt đẹp, thị trường kinh doanh buôn bán đầu năm chưa sôi động, nên tình hình kinh doanh của Nhâm Tý khó mà khởi sắc, nhìn chung mọi thứ đang vào guồng, đơn hàng đều đều, sức tiêu thụ ổn định, không phải suy nghĩ quá nhiều, đây là lúc suy tính kế hoạch lớn, cần thời gian để xem xét kỹ càng các phương án kinh doanh quảng cáo, marketing, bản mệnh tiến hành từng bước chậm nhưng chắc thì kết quả thu về mới đảm bảo tối ưu. Nhấn mạnh với tuổi Tý, tháng này hết sức cẩn thận về các loại giấy tờ có giá trị, kẻo sẽ vướng vào kiện tụng pháp luật, vừa mất tiền oan lại vừa bị tổn hao uy tín. Sang tháng Bính Dần, sức khỏe có phần yếu nhược, hơn thế theo đông y, ký mùa xuân thông với tạng can ứng với hành mộc, tháng này những chú chuột chú trọng dưỡng sinh, tăng cường sức đề kháng bằng chế độ ăn uống và luyện tập khoa học, tránh tạo điều kiện cho các bệnh ác tính tái phát, nhất là những bệnh liên quan đến dạ dày, tỳ vị. Theo quan niệm đông y, mùa xuân cần tuân thủ nguyên tắc xuân hạ dưỡng dương, với từng tháng của mùa xuân khác nhau, cần chú ý dưỡng sinh khác nhau. Tháng giêng chính là tháng phát dương, vạn vật hồi sinh, sau thời gian dài ẩn tàng dưới tiết trời mùa đông lạnh giá, cần phải giữ gìn để không làm thoát khí. Ngoài ra tháng này Nhâm Tý chú ý đi lại cẩn thận, tránh tai nạn xe cộ, họa huyết quang, nhất là khi xuất hành xa nên có người đi cùng để trợ giúp nếu có tình huống xấu xảy ra. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 3 đến ngày mùng 8 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Xem tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch của tuổi Nhâm Tý cho thấy dấu hiệu bừng sáng bất ngờ. Trong tháng bản mệnh được tam hợp quý nhân nâng đỡ, đồng thời gặp tài khố, nỗ lực làm việc sẽ có viễn cảnh sự nghiệp tươi sáng.
Tình hình công việc trong tháng 2 âm lịch của tuổi Nhâm Tý rất lạc quan, mưu sự dễ thành, nỗ lực tới cùng sẽ được đền đáp xứng đáng dưới sự dẫn dắt của tam hợp quý nhân. Những chú chuột hăng hái hành động, chú trọng đại cục tập thể, chứ không còn chủ nghĩa cá nhân như trước, vật khí thay đổi khi ta thay đổi, điều đó đúng với bạn trong trường hợp này. Người làm công ăn lương hài lòng với công việc hiện tại, có thể bạn đang tính toán đề xuất tăng lương hay tăng thưởng, điều này hoàn toàn hợp lý và phù hợp với năng lực, xứng đáng với công sức bỏ ra. Xem tử vi tuổi Nhâm Tý tháng 2 âm lịch, người làm cơ quan nhà nước có một tháng nhiều biến động, đa phần là biến động tích cực, càng đi ra càng có lợi cho bản mệnh, cơ hội tăng tiến đang cận kề, hãy bước thật chậm nhưng chắc để có thể về đích an toàn hơn. Tài vận của bản mệnh cũng khá vượng, tâm hợp quý nhân đưa đường chỉ lối gặp tài khố, kinh doanh, buôn bán một vốn bốn lời, đầu tư cũng thuận lợi. Nếu đang ấp ủ kế hoạch mới hay dự án nào đó như kinh doanh online, mở cửa hàng bán đồ thời trang, đồ ăn thức uống, Nhâm Tý sẽ tranh thủ chọn ngày đẹp trong tháng 2 âm lịch này để tiến hành sẽ rất khả thi. Tháng này, việc đòi nợ hay vốn làm ăn của bạn đều diễn ra suôn sẻ, thậm chí một vài khoản nợ khó đòi trước đó, bỗng dưng sẽ được hoàn trả, tình hình tài chính lại càng ổn định. Xem lịch vạn niên năm 2024 và theo dõi phi tinh tháng có bát bạch tài tinh bay về hướng Bắc, cập ngũ hoàng đại sát tinh, cát khí có phần giảm sút. Tại phương vị này rất cần bố trí phong thủy hợp lý để tăng cường cát khí cho bát bạch, từ đó kích hoạt tài khí, thúc đẩy tài lộc sinh sôi. Đời sống hôn nhân của các cặp vợ chồng giống như cầu vồng sau cơn mưa, sự hoài nghi hay mâu thuẫn đều được hóa giải. Hai bạn nên dành thời gian để chia sẻ nhiều hơn những vấn đề xảy ra trong cuộc sống để tạo sự kết nối bền chặt. Xem tử vi chọn đời, sức khỏe của tuổi Nhâm Tý ổn định trong suốt tháng, tuy nhiên đây là tháng mùa xuân, thời tiết thay đổi thất thường, khó tránh mắc các bệnh như cảm cúm, ho hắng, cơ thể mệt mỏi. Bên cạnh đó, có dương nhận hung tinh xuất hiện, hết sức cẩn thận khi sử dụng hoặc tiếp xúc với các đồ bằng kim loại sắc nhọn, kẻo bị thương chảy máu. Đồng thời đi lại thận trọng xuất hành cần phải chú ý, nên có người đi cùng để phòng xảy ra sự cố bất ngờ còn kịp thời giúp đỡ. Với những ai đã từng có bệnh đau dạ dày, nên chú ý thói quen sinh hoạt ăn uống đúng giờ, tránh bệnh cũ tái phát càng thêm nghiêm trọng. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 9 tháng 4 đến ngày mùng 7 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 3 âm lịch có nhiều điểm sáng bất ngờ, vận khí hanh thông, quý nhân vượng, kinh doanh buôn bán phát tài, phát lộc cho tuổi Nhâm Tý. Phận trình công việc của Nhâm Tý sẽ khởi sắc hơn hẳn, bản mệnh lâm đất đế vượng, vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành, gặt hái không ít thành quả tốt đẹp trong sự nghiệp. Dù là người làm công ăn lương hay làm kinh doanh buôn bán tự do, đều có cơ hội để phát triển sự nghiệp tư ứng, chỉ cần đặt mục tiêu rõ ràng và hạ quyết tâm làm tới cùng, thành công sẽ đến. Được tả phù cát tinh mang tới vận quý nhân vượng, một số khó khăn khúc mắc trong công việc còn tồn đọng từ tháng trước đều được xử lý ổn thỏa, mở ra không gian phát triển và thăng tiến mới cho bạn, các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa, có người giúp đỡ khi gặp khó khăn. Dấu hiệu tiểu nhân phá đám vẫn có, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, bạn vững tin làm những điều mình muốn và gặt hái được kết quả khả quan. Theo tử vi khoa học, cùng với công việc ngày càng thuận lợi, tài vận của Nhâm Tý cũng sáng lên bất ngờ trong tháng này, đặc biệt là thứ tài khởi phát mạnh, mang tới nhiều may mắn về tiền bạc cho bạn, kinh doanh buôn bán đắt hàng, tham gia các trò chơi bốc thăm trúng thưởng, quay số, tỷ lệ trúng khá cao. Nhâm Tý có thể tính tới việc dùng tiền rảnh rỗi để đầu tư, kinh doanh, kiếm lợi nhuận cao, đón được cát khí của đế vượng, bản mệnh sẽ càng thêm tự tin sáng suốt và táo bạo hơn trong việc đầu tư. Hứa hẹn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng, có điều mệnh chủ không nên hành sự chủ quan, hiện tượng phá tài ẩn tàng, dấu hiệu bị lừa đảo mất cắp mất trộm tiền của. Đồ quý giá trong tháng rõ rệt, phải quản lý túi tiền thật chặt, chi tiêu duy trì ở mức cân đối, tiết chế ham muốn mua sắm quá độ, ra ngoài hạn chế mang theo những đồ quý giá kẻo bị mất trộm. Ngoài ra, cần cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền bạc, tránh tình trạng tiền một đi không trở lại. Các cặp vợ chồng có dịp hóa giải mâu thuẫn, hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ hay một vài chuyến đi du lịch xa. Xem tử vi năm 2024, sức khỏe của Nhâm Tý sẽ không có gì đáng lo ngại trong tháng 3 âm lịch này. Bản mệnh được đế vượng che chở, người mới ốm dậy cơ thể nhanh chóng phục hồi, người bình thường thì sức khỏe càng thêm dồi dào. Tuy nhiên, cần lưu ý ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh có thể gây ra thương tật tay chân bất ngờ do té ngã hoặc va chạm xe cộ vào cuối tháng. Chú ý đi đứng cẩn thận, trong tháng bản mệnh nên dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn để giảm bớt áp lực cuộc sống cũng như làm chậm quá trình lão hóa cơ thể.
Nhâm Tý học cánh giải tỏa tâm lý như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè hoặc đi du lịch nhiều hơn, hăng hái tham gia các hoạt động tập thể. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 8 tháng 5 đến ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Xem tử vi tháng của tuổi Nhâm Tý, trong tháng bản mệnh sẽ được quý nhân trợ giúp, dù là chuyện tình cảm hay công việc cũng đều vô cùng thuận lợi, tuy nhiên chuyện tiền bạc thì lại chẳng được như ý. Con được sự nghiệp được lâm quan trợ sức nên phúc tinh cao chiếu, quý nhân phù trợ, thăng tiến cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Con giáp này khá chủ động xử lý những vấn đề còn tồn đọng trước đó, giải quyết được những chuyện khiến cho cấp trên không khỏi đau đầu, thành quả thu về giúp cho Nhâm Tý nhận được đánh giá khá tốt từ phía lãnh đạo. Tử vi tuổi Nhâm Tý về tài lộc tháng 4 âm nhắc nhở, con giáp này cần phải chi tiêu tiết kiệm, thận trọng khi đưa ra những quyết định lớn liên quan đến tiền bạc, bởi có thể tiền từ túi bạn sẽ đi ra nhưng sẽ chẳng quay trở lại. Bản mệnh trong thời điểm này sống khá lý trí, nhưng con người ai cũng có thể mắc sai lầm, đừng chủ quan mà lúc giật mình tỉnh ngộ thì cũng đã muộn màng. Âm sát hung tinh cho thấy có dấu hiệu gian trá, lừa lọc trong lời nói của những người xung quanh bạn, không phải tất cả mọi người đều đáng nghi. Song bản mệnh nên lưu tâm khi có người hỏi vay mượn tiền bạc, để tránh vừa mất tiền lại vừa mất cả tình, mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Đừng ngại tìm hiểu và cũng đừng ngại nói lời từ chối khi cần, hãy học cách nói không nếu bạn không muốn mình lúc nào cũng bị người khác lợi dụng cho mục đích của riêng họ. Thiên đức cát tinh sẽ luôn ở bên hỗ trợ, giúp cho con giáp này nhanh chóng thoát khỏi được trở ngại phía trước. Tất nhiên năng lực cá nhân của Nhâm Tý vẫn là yếu tố then chốt. Tỷ thiên khẳng định rõ lập trường của con giáp này, làm gì cũng quyết đoán và dứt khoát vô cùng. Có thể ban đầu bản mệnh sẽ vấp phải một số người ngăn cản, chỉ trích, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bằng thành quả mình gặt hái được, Nhâm Tý chứng minh cho tất cả mọi người không còn nghi ngờ gì về năng lực của mình nữa. Tháng 4 âm này, Nhâm Tý không có nhiều vấn đề về sức khỏe. Về cơ bản bạn chỉ hay lo lắng và căng thẳng do công việc và tiền bạc, chứ không có bệnh tật gì nghiêm trọng. Con giáp này có lúc không cân bằng được cuộc sống của mình, dễ phiền não ủ rột vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu, nên tự khiến cho tinh thần sa sút. Trong người cảm giác mệt mỏi chứ không có linh hoạt cho lắm, nên tập trung suy nghĩ tích cực LAC quan, chuyện đã qua thì để cho nó qua đi, chứ đừng tự dằn vặt mình thêm nữa. Hãy sống vui vẻ và hướng về tương lai, năng tập thể dục thể thao vừa ven vừa giải tỏa căng thẳng, vừa giúp tăng sức đề kháng. Tổng kết vận trình 4 tháng đầu năm 2024 và hướng hóa giải vận hạn khó khăn cho tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972 như sau. So với tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2023, dưới sự trợ lực lớn lao từ cục diện tam hợp thái tuế, sang năm Giáp Thìn 2024, đặc biệt là thời điểm đầu năm, đương số đón nhiều thuận lợi hơn cả trong công việc, tiền bạc hay chuyện tình cảm, tuy nhiên chưa đến mức thăng hoa mọi bề, mặc dù vận trình xuyên suốt năm 2024, không phải lúc nào cũng thuận lợi do tác động cùng lúc của vận cuối tam tai và một số hung tinh. Nhưng vẫn có những điểm sáng bất ngờ, nhất là khi vận khí hanh thông, gặp đúng thiên thời là có cơ hội tốt để bứt phá, làm ăn phát đạt hoặc thăng tiến gấp nhiều lần so với các thời điểm khác trong năm. Thêm một chút lưu ý về hạn tam tai năm cuối, dù mức độ ảnh hưởng đã nhẹ hơn trước, nhưng tuổi Nhâm Tý lưu ý tránh kết thúc việc quan trọng trong năm nay. Ví dụ như kết thúc một dự án lớn, hoàn thiện việc xây dựng nhà cửa, thay vào đó nên mở rộng và phát triển thêm sẽ ngày càng thuận lợi. Sau đây là cách hóa giải vận xui hiệu quả cho tuổi Nhâm Tý. 1. Hành sự thận trọng và chuyên cần. Phàm làm việc gì, bất kể lớn nhỏ, hành sự thận trọng có kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn gặt hái được thành công đúng như mong đợi. Tuổi Nhâm Tý nên dành chút thời gian đọc thật kỹ những dự đoán hung cát về vận trình năm 2024 cũng như tổng quan từng tháng. Từ đó bạn chủ động biết được giai đoạn vận khí lên xuống, biết tiến thoái đúng lúc, đúng chỗ, dễ dàng nắm bắt cơ hội tốt, phòng tránh vận xui đeo bám, tài lộc không tự nhiên sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có. Tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi bạn đã cố gắng hết mình, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 2. Tập trung yếu tố nhân hòa chính bản thân mình. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là ba yếu tố tính toán của mệnh số vô cùng quen thuộc với mỗi người, trong đó thiên thời và địa lợi là hai yếu tố bên ngoài, tượng trưng cho sự may mắn, không phụ thuộc vào quyền kiểm soát của riêng ai, còn nhân hòa là yếu tố bên trong, nằm trong khả năng ta quản lý. Khi thiên thời địa lợi không có, tức may mắn không nhiều, thì ta hãy tập trung vào yếu tố nhân, tức chính con người mình. Hãy thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực từng ngày, đừng đổ lỗi tại hoàn cảnh hay số phận, không ngừng nỗ lực từng bước, chậm nhưng vững vàng, kỷ luật và hăng hái.
Chính điều đó có thể giúp cho Nhâm Tý tạo ra may mắn cho chính mình, từ đó thay đổi mệnh số, hóa hung thành cát, để năm mới 2024 với nhiều thành công rực rỡ hơn. 3. Làm nhiều việc thiện, việc tốt, giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình, tới việc lớn hay bạn bè, mọi người xung quanh, mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. 4. Đầu năm không quên cúng dâng sao giải hạn. Nếu còn bận tâm về hạn tam tai hay một số sao xấu chiếu trong năm 2024, tuổi Nhâm Tý có thể làm lễ cúng dâng sao giải hạn đầu năm, việc cúng bái cốt ở tùy tâm. Miễn sao tâm ta thấy bình an là được, không cần quá chú trọng mâm cao cỗ đầy, Nhâm Tý có thể thành tâm làm lễ, chỉ đừng quá xa đà vào mà thôi. Nên nhớ rằng, sức lao động là cái gốc, phong thủy hay cúng lễ chỉ như nắng gió mưa thêm vào, chăm mà đủ nhiều, gốc to thân khỏe, thì tựu thành thăng hoa, lười làm, lười nghĩ. Gốc yếu thân cụt, tưới bao nhiêu nước, cải bao nhiêu phong thủy, đem bao nhiêu thứ vào người, dâng cúng bao nhiêu lễ thì vẫn cứ là nguyên vẹn bần hàn, xui xẻo mà thôi. Thưa quý cô bác, ông bà ta có câu truyền thụ lại rằng, chọn bạn mà chơi, và trong công việc làm ăn kinh doanh anh cũng vậy. Việc chọn một người cùng chung chí hướng và đam mê để làm ăn chung thì kết quả như thế nào cũng sẽ thăng hoa thành công mỹ mãn mà thôi. Còn ngược lại nếu chọn sai đối tượng hợp tác thì sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân, phá sản chỉ còn là thời gian, tệ hơn nữa còn phải gánh thêm một số nợ. Do đó nếu có kế hoạch hay dự án dù nhỏ, dù lớn gì đi chăng nữa thì khi hợp tác làm ăn, quý cô bác tuổi Nhâm Tý cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định hợp tác làm ăn nhé. Vậy trong 4 tháng đầu năm 2024 Giáp Thìn, cô bác tuổi Nhâm Tý nên kết hợp làm ăn với tuổi nào để công việc làm ăn thêm hanh thông thuận lợi? Tuổi Tý và tuổi Tý. Nhâm Tý đại diện cho quyền lực và trí tuệ, những người này có thói quen tích lũy của cải cho bản thân, những gì là của họ thì người khác tuyệt đối không được tranh giành. Họ sẽ có thể cùng nhau xây dựng sự nghiệp, cùng nhau phát triển, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Những người này có thể dễ dàng đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong các công việc, đòi hỏi tư duy logic, sáng tạo và khả năng tổ chức quản lý công việc. Tuổi Tý và tuổi Sửu. Sự kết hợp của người tuổi Nhâm Tý và tuổi Sửu đem lại sự ăn ý và hiệu quả, tuổi Chuột thông minh mưu trí, còn tuổi Sửu có sức khỏe thể chất, nếu thành một cặp đôi, họ có thể bù trừ, khắc phục nhược điểm của nhau, tuy nhiên đó là trên phương diện bạn bè, đối tác làm ăn, còn trong tình yêu, Tý và Sửu sẽ không tìm được tiếng nói chung. Tuổi Dần và tuổi Tý. Một lời khuyên chân thành đó là tuổi Dần và tuổi Tý nên dừng lại ở mức độ bạn bè, không nên phát triển tình cảm đi sâu hơn nữa, bởi thực tế, Tý luôn muốn làm mình đứng đầu, chỉ đạo người khác, còn tuổi Dần sẽ không bao giờ chịu cúi mình ngay theo mệnh lệnh của bất kỳ ai. Sự hợp tác làm ăn của Nhâm Tý và Dần chưa chắc sẽ đem lại hiệu quả cao. Hai người này dường như tỏ ra ganh đua với nhau trong vị trí đứng đầu, ngu sẽ tỏ ra uy quyền sức mạnh của mình để khiêu chiến với Chuột, nhưng con Chuột nhỏ bé nhanh nhẹn cũng không chịu thua bất kỳ ai. Tuổi Tý và tuổi Mão. Nếu như Tý và Mão kết duyên với nhau, thì đây sẽ là một cặp đôi tuyệt vời. Nếu như có xảy ra mâu thuẫn, hai tuổi này sẵn sàng lắng nghe và tha thứ cho nhau. Họ cũng có thể trở thành những người tri kỷ thực sự trong cuộc đời nhau. Họ sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực và hầu như không bao giờ to tiếng tranh cãi lẫn nhau. Tuổi Mão trung thành và luôn nhường nhịn cho tuổi Tý, bù lại thì Tý lại luôn giúp đỡ chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công việc cho người tuổi Mão. Tuổi Tý và tuổi Thìn. Họ thấu hiểu suy nghĩ của nhau và luôn tìm cách hỗ trợ nhau trong những tình huống khó khăn, dù có những mâu thuẫn nhỏ xảy ra, nhưng hai tuổi này sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề trong hòa bình. Khi cặp đôi này xuất hiện, họ sẽ trở thành trung tâm của đám đông, thu hút sự chú ý của mọi người. Họ cùng nhau kể những câu chuyện thú vị, đem lại niềm vui tiếng cười cho mọi người xung quanh. Trong công việc, mỗi khi tuổi Thìn gặp khó khăn, thì tuổi Tý luôn là những trợ thủ đắc lực nhất. Ngược lại Tý cũng rất cần những ý kiến lời khuyên chân thành của tuổi Thìn. Hai người này nếu kết hợp làm ăn, sẽ đem lại hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Tý và tuổi Tỵ. Chuột khá thông minh nhanh nhẹn và tháo vát, ngược lại rắn lại tỏ ra lề mề chậm chạp. Điều đó khiến cho chuột cảm thấy bức xúc khó chịu. Bên cạnh đó sự thúc giục của chuột cũng khiến cho rắn rối loạn. Hai tuổi này nếu như kết hợp thành một đôi uyên ương, sẽ khó tìm được tiếng nói chung. Tuy nhiên họ vẫn có thể chung sống được với nhau, bởi thực tế chuột và rắn luôn cảm thấy có sức hút với nhau. Họ có thể quấn quýt với nhau cả ngày không rời. Trong lĩnh vực nghề nghiệp, họ cũng sẽ trở thành đối tác làm ăn, trợ thủ đắc lực của nhau. Tuổi Tý và tuổi Ngọ. Chuột chi tiêu rất tiết kiệm không hoang phí, còn ngựa lại rất phóng khoáng. Trên phương diện hợp tác làm ăn,
Sự kết hợp của người tuổi Tý và tuổi Ngọ sẽ đem lại hiệu quả khá cao. Tý có con mắt nhìn xa trông rộng và sự nhạy bén khi giải quyết vấn đề. Còn tuổi Ngọ sẽ mang lại những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời, giúp đỡ cho người tuổi Tý. Họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển sự nghiệp vững bền. Tuổi Tý và tuổi Mùi. Nếu hợp tác làm ăn kinh doanh, thì hai người này sẽ xây dựng được sự nghiệp vững vàng và đạt được nhiều thành công vang dội. Tý và Mùi tuy không cùng tiếng nói chung, nhưng lại bổ trợ, giúp đỡ trau dồi kinh nghiệm lẫn nhau. Tuổi Tý sẽ học hỏi được những ý tưởng độc đáo, sáng tạo của tuổi Mùi. Ngược lại, tuổi Mùi sẽ học tập được những kỹ năng làm việc nhanh nhẹn, tháo vát của tuổi Tý. Tuổi Tý và tuổi Dậu. Dậu sẽ thông cảm và luôn tìm cách giúp đỡ người tuổi Tý trong những lúc khó khăn. Trên phương diện làm ăn, hai tuổi này sẽ đem lại cho nhau sự may mắn và thuận lợi. Họ là những người có lập trường về ý chí quyết tâm cao. Khi trở thành đối tác làm ăn, họ sẽ cùng nhau cố gắng và phát triển. Tuổi Tý và tuổi Tuất. Trên phương diện tình bạn, Tý và Tuất sẽ là một cặp tri kỷ của nhau. Tý tìm được ở Tuất sự trung thành, tin cậy và hết lòng vì bạn bè. Hai con giáp này sẽ không bao giờ phản bội, nghi ngờ lẫn nhau. Ngược lại, họ có sự gắn bó thân thiết, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. Nếu trở thành đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ dễ dàng đạt được thành công như ý muốn. Tuổi Tý và tuổi Hợi. Nếu như chuột là con vật giành được vị trí đầu tiên trong 12 con giáp, thì lợn lại là con vật về đích cuối cùng. Tuổi Nhâm Tý nhanh nhẹn tháo phát bao nhiêu, thì tuổi Hợi lại chậm chạp lề mề bấy nhiêu. Có thể nói rằng, đây là hai con giáp đối ngược nhau nhất. Họ không có điểm chung trong tính cách, sự thích và quan điểm sống. Mối quan hệ hợp tác làm ăn của hai con giáp này cũng sẽ gặp nhiều khó khăn và thường không lâu dài. Nhâm Tý cho rằng tuổi Hợi rất lười biếng và họ đang cản trở con đường đi tới thành công của mình. Tuổi Hợi thì luôn cảm thấy Tý kiêu ngạo khoai trương. Mối quan hệ hợp tác của hai tuổi này sẽ dễ dẫn tới những mâu thuẫn, đấu tranh. 1. Nếu con bạn giàu thì đừng khoe khoang. Trong Tăng Quản Hiền Văn có câu, khách bất ly hóa, tà bất lộ bạch, ý rằng không nên rời xa đồ của mình. Của cải không nên để lộ ra. Vào cuối thời nhà Thanh, để chấm dứt tình trạng tiền giả, các ngân hàng đã nghĩ ra nhiều cách. Ví dụ, việc thêm hình mờ mờ vào biên lai tiền có con dấu của chủ cửa hàng. Các thương gia sơ Tây còn bí mật xây dựng quy tắc hoạt động lệnh chuyển tiền, sử dụng các ký tự đặc biệt để thay thế các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, khiến người ngoài không thể xác định được số tiền, do đó duy trì được tính bảo mật. Đọc trí tuệ của người xưa, chúng ta sẽ thấy rằng những người thực sự giàu có thì sẽ luôn giữ gìn tốt việc bản thân mình có bao nhiêu tiền. Ngay cả khi gặp mặt trực tiếp cũng phải giữ bí mật về sự giàu có. Một khi khoe tiền của con ra bên ngoài, bạn có thể cắt đứt nguồn tài chính của con. Đồng thời cũng có thể khiến cho nhiều người thân bạn bè phải vay tiền. Rắc rối sẽ bắt đầu từ đó. Ví dụ, nếu con cái bạn bắt đầu kinh doanh trái cây, chúng sẽ mua tất cả trái cây trong làng. Sau khi bạn khoe khoang sự giàu có của con mình, nhiều người sẽ ghen tị và sẽ không bán trái cây cho bạn. Vì vậy có tiền thì không nên khoe khoang. Đây là tâm thức của bao thế hệ con người. 2. Khi con bạn đang yêu đừng công khai điều đó. Dì Lưu người xóm cùng với tôi đã nói với nhiều người rằng con trai tôi đã tìm được bạn gái và cô ấy là cô gái đến từ tỉnh Ly. Nói xong người dì lấy bức ảnh của con gái ra cho mọi người xem. Bà vô cùng tự hào. 5 năm sau, con trai Du Lưu đưa bạn gái về nhà bàn chuyện hôn nhân. Khi con trai dì Lưu vừa đến cổng xóm, các bà gái trong xóm đã vây quanh cháu, nhìn trái, nhìn phải. Một bà lão nói, này cháu, bạn gái của cháu không giống lần trước, cô ấy không phải là người tỉnh Ly sao? Bạn gái của con trai nghe vậy, lập tức quay người bỏ đi với vẻ mặt khó coi. Cảnh tượng sau đó diễn ra rất xấu hổ. Có thể thấy, trong lời nói của bà lão có hai thái độ. Một là không thích con của người khác và tìm cách phá vỡ cuộc hôn nhân. Hai là nói năng không kiềm chế, bất kể dịp nào đó là biểu hiện của sự thiếu tu dưỡng bản thân. Là cha mẹ, bạn nên cố gắng im lặng nhất có thể, trong khi con bạn đang trong giai đoạn tìm bạn đời, phải đến khi con cái chính thức kết hôn, thì lúc đó mới nên báo tin mời họ hàng, bạn bè đến uống rượu, chúc mừng theo đúng thủ tục. Việc giới trẻ ngày này tìm hiểu nhiều bạn khác giới và chia tay nhiều lần là điều bình thường xảy ra, vậy nên tốt hơn hết bạn nên nhìn vào kết quả cuối cùng và đưa ra những lời nhận xét vô trách nhiệm ở giữa. 3. Đừng lo lắng về những xung đột giữa con cái bạn. Đối với những gia đình có nhiều công việc, dạy dỗ chúng còn khó khăn hơn rất nhiều. Đứa trẻ nào cũng có tuổi thơ tươi đẹp bên anh chị em của mình khi còn nhỏ. Khi con bạn lớn, chúng nên học cách che giấu những điều không tốt và đừng lúc nào cũng nhắc đến chúng ở bên ngoài gia đình. Các bậc cha mẹ luôn nói về việc con cái của họ không đoàn kết như thế nào và chúng từng đánh nhau như thế nào. Điều này khiến cho người ngoài cười nhạo. Mâu thuẫn giữa con cái là vấn đề nội bộ và cần được bàn bạc nhiều hơn ở nhà.
cha mẹ nên công bằng thì mọi việc sẽ luôn diễn ra tốt đẹp. Đáng sợ nhất là có người biết con cái của một gia đình nào đó không đoàn kết nên gieo rắc bất hòa, khiến đứa trẻ đó lại tình cảm với người ngoài và tranh giành tài sản của người nhà. 4. Đừng phàn nàn về nhiều thiếu sót của cháu bạn. Những người ở độ tuổi 50 trở thành ông bà, nếu như ông bà phàn nàn về khuyết điểm của cháu bằng một cách để làm con cháu xấu hổ, thì như vậy cuộc sống sẽ khá căng thẳng. Ví dụ ông nội cho rằng cháu trai ông lớn lên sẽ hèn nhát vì không dám trợt băng, con trai sẽ tức giận nếu nghe được điều này, làm thế nào con trai lại có thể chấp nhận ông nội giá nhãn cho cháu một cách tùy tiện như vậy. Khi nghe người con trai tin những người lớn tuổi và các gì trong cộng đồng gọi con mình là kẻ hèn nhát, sự oán hận của anh ta đối với cha mình càng trở nên sâu sắc hơn. Không ai là hoàn hảo, cả con cháu sẽ có những khuyết điểm từ nhỏ, thậm chí là khuyết tật bẩm sinh. Ông bà nên bao dung hơn, khen ngợi con cháu nhiều hơn, dùng điểm mạnh của con cháu để động viên biết tiến lên trong cuộc sống. Tuổi 50 là sự khởi đầu của nửa sau của cuộc đời, đồng thời cũng là thời kỳ chuyển biến trong cuộc đời về nhân thân. Họ thay đổi từ cha mẹ thành ông bà, ở nơi làm việc, họ từ nhân viên thành về người nghỉ hưu. Vậy nên, bạn phải chủ động thích ứng với hàng loạt thay đổi. Đừng mang theo những quan niệm và thói quen trong quá khứ của mình đến hết cuộc đời. Hãy là người trưởng thành về mặt tinh thần và tạo dựng hình ảnh tốt đẹp của người trung niên. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.